Chào anh em. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần 2 game Huyền Thiên Kiếm 7. Ở cuối phần 1, chúng ta vừa từ trốn thiên đường trở về làng Tham Bờ Song. Và nhiệm vụ bây giờ của chúng ta là tìm Wang Yu ở đầu làng để tìm hiểu thêm thông tin. Nói một chút về làng Tham Bờ Song, là một ngôi làng ở cái chân núi Yidi. Nó ở cách xa thành Trường An, nơi mà trước đây gia đình Li Zhao và Xiang sống. Sau khi bị đồ sát thì phải chạy đến đây. Đây là cái một vùng đất trù phú với nhiều thảo mộc và động vật giúp chữa bệnh cho Xiang. Vì vậy mà Li Zhao đã chọn nơi này để định cư. Giờ chúng ta sẽ tìm Wang Du để hỏi một số thông tin về nhiệm vụ. Chị Tử Xu à, nhiệm vụ không sao chứ? Sắp xếp lại thì tốt. Trong năm đó, dù là ở nhà cũng sẽ gặp phải những sự cố. Phụ kiện của ma có phải biến đổi nhiều không? Đúng vậy. 以往妖魔盘踞在深山，最近却开始在村庄附近出没。我前几天进山打猎，还被一群披狼困住，险些就交代在山上了。也不知是天灾还是人祸，总之我是差点丢了小命。妖魔肆虐，自然是天灾了。王兄怎么会说是人祸呢？我也是听人说的。不久前，有一名绿衣女子独自进山了。哦，她进了山。 就没有回来了，但是在那之后，深山里的妖魔纷纷骚动，结果就出现了那头黑雾大妖。现在村子里都在传说，是那女子触怒了山里的鬼神，鬼神才降灾惩罚我们。一名女子？是啊，一个年纪轻轻的小姑娘，背上背了把黄金大剑，非常惹眼。也不知道她跑哪儿去了。 听说过鬼神祭坛吗？那是禁猎区，属于山中鬼神管辖，四周禁伐禁猎。怎么突然问起这个？听闻那儿有些稀有的药草，想采些给仙儿治病。采药的话倒是无妨，但最近山里不太平静，你们小心点儿。来，地图上标记启明墟的地方就是了。启明墟？ 老一辈传下来的，听说里头别有洞天，但是谁知道呢？谁也不想冒着触怒鬼神的风险，在禁猎区瞎晃。我就不陪你们去了，入山之后当心点。多谢王兄。Như vậy, Wang Zhu cung cấp cho chúng ta hai thông tin, một là quái vật trở lên nhiều và hung dữ hơn, là do một cô gái trẻ mặc đồ xanh với một kiếm vàng to đeo ở sau lưng. Hai là đền thờ thần ở di tích Quy Minh. Nơi đây khá nhiều quái vật và Wang Zhu đã cho chúng ta một bản đồ ở khu vực. Ở đây có biểu tượng màu xanh nhé, là chỗ mà nhiệm vụ phụ. Nhưng ở đây mình sẽ bỏ qua, mình chỉ chạy nhiệm vụ chính thôi. Giờ nhiệm vụ chính của chúng ta là đến gần di tích Quy Minh. Đây là thương nhân bán thuốc hồi máu, nguyên liệu nâng cấp và xây dựng nhà chế tạo trong chốn thiên đường nhé. Thiên đường ở đây là không gian ở trong thánh thư đấy. Thuốc hồi máu này, đây chắc là trang bị áo giáp, còn lại là nguyên liệu nâng cấp thánh thư. Để mình xem thiếu những nguyên liệu gì có thể nâng cấp được.
Mình sẽ chọn nâng cấp thử cửa hàng vũ khí nha. Được rồi, giờ mình sẽ xem các xưởng khác có nâng cấp được nữa không. Rồi, giờ thử nâng cấp vũ khí mà. Lưỡi kiếm này. Vẫn thiếu nguyên liệu. Đây là tay cầm à? À không, đây là bảo vệ. Còn đây mới là tay cầm. Xem thiếu những nguyên liệu gì mình sẽ mua thêm nhỉ? Rồi, để xem sau khi nâng cấp thì thanh kiếm gì của mình sẽ thành cái gì. Lưỡi kiếm nhìn sắc hơn này. Trông cũng đẹp hơn. Tay cầm ra. À, vòng bảo vệ. Nhìn đẹp hơn chút. Tay cầm. Nhìn nó sáng và sạch sẽ hơn không còn gì nữa các bạn ạ. Được rồi. Giờ đi làm nhiệm vụ rồi. Nói một chút về Taiji Zhao thì đây một người luôn vui vẻ. Ngay cả khi những câu chuyện cười của anh ấy hiếm khi em gái cười. Đây là đá hộ vệ nhé. Mọi người có thể kích hoạt cái này, sau đó là chúng ta có thể dịch chuyển đến các những cái điểm mà có đá hộ vệ khác. Giống như một kiểu dịch chuyển đấy các bạn ạ, dịch chuyển không gian đấy. Tiếp tục về Taiji Zhao nhé. Cậu ta ấy sẽ trở nên rất là nghiêm túc khi mà cố gắng mắng em gái của mình. Và Taiji là một người thợ săn rất là giỏi. Với một thanh kiếm thì không một con quái vật nào có trên núi ED có thể hạ gục được cậu ấy. Khi còn nhỏ, Taiji Zhao được một bác sĩ già trong làng chăm sóc. Và ông ấy dạy cậu rất là nhiều điều như cách săn bắn, xác định bầy đàn và cách giao dịch với những dân làng khác. Đối với mỗi bài học thì ông ấy chỉ lấy thảo mộc làm tiền trả. Và đến một ngày thì ông ấy đột ngột rời đi và không ai biết là ông ấy đã đi đâu cả. Với Taiji Zhao và Xiang thì có lẽ ông ấy là một thần hộ mệnh từ trên núi và xuống đây để giúp họ.
Hướng dẫn này sẽ cho phép chúng ta sử dụng được kỹ năng giam cầm và làm chậm thời gian của Thánh Thư nhé. Con quái vật này là Grinling. Đây là một sinh vật độc ác và thích săn bắt linh hồn. Vì vậy mà trạng thái hiện tại của Xiang chính là miếng mồi ngon đối với nó mà nó không thể nào kiềm chế được.香儿，你知道你的香囊里面都有些什么吗？有白芷、木犀、迷雾和藿香。哦，原来你是只自带香料的烤乳猪啊！阿兄，现在香囊在你那儿吧？是啊，帮你收的好好的呢。你才自己带着香料呢。Bé Tai Si Xiang là em gái của Tai Si Zhao, là một cô bé mỏng manh luôn bị ho, và nhất là khi thời tiết trở lạnh. Cô bé chỉ có thể đi ở quanh quẩn quanh làng thôi. Sau nhiều năm uống thuốc thì bệnh tật vẫn không khỏi, khiến cô bé rất là ghét thuốc. Cô bé cũng rất thích đi du lịch thế giới. Và khi trở thành một linh hồn thì cô bé cảm thấy rất là kỳ lạ. Cô bé tránh chạm vào bất cứ ai hay là bất cứ thứ gì, vì sẽ chỉ lướt qua họ thôi. Tuy vậy, việc trở thành linh hồn đối với cô bé thì cô lại cảm thấy khá là tốt, vì cô bé sẽ không phải uống thuốc nữa. Nhưng vấn đề thực sự duy nhất của việc này là quái vật sẽ bị thu hút đến vị trí của cô bé. Đây là sói, một loại quái vật phổ biến ở trên núi Idi. Và chúng đi săn theo bầy đàn. Đặc điểm của bọn này là khi mà nó đuổi theo con mồi thì chúng không bao giờ buông tha cho đến khi hạ gục được nó. Như anh em thấy thì đường đến khu tàn tích Quy Minh khá là xa. Ở đây có một cái lửa trại, mình sẽ hồi máu và lưu lại game đã. Chúng真的变多了，以前不是这样的。他们不会也是冲着我来的吧？不是的，这匹狼只是普通的山间野怪而已。况且现在带着香料的人可是我呢。阿星是带着香料的。Rồi, cuối cùng chúng ta đã đến tàn tích Quy Minh. Ở phía dưới có hai con sói, nó đang tranh cái gì nhỉ? À, mình vừa sử dụng phép thuật làm chậm thời gian nhé. Để kích hoạt phép thuật này thì cần phải nạp đầy năng lượng của Thánh Thư. Anh em nhìn xuống dưới góc bên phải của màn hình ấy, có hình quyển sách và một cái vòng tròn
Mấy đường, mấy thanh năng lượng màu xanh nó đang chạy xung quanh cái vòng tròn ấy. Khi mà nó đầy lên thì mình sẽ kích hoạt được thánh thư. Ở đây có một cái cột đá bảo vệ, anh em nhớ kích hoạt để có thể di chuyển trở lại đây khi cần thiết. Đây 就是王兄所说的地方了，鬼神祭坛应该就在这扇门后。阿兄，这形状跟刚刚的符印好像。嗯，待我确认一番。 得再找到另外两枚符印，符印是被外力撬掉的，是人还是？ 不是人类的足印，也不像动物呢，恐怕是妖魔。妖魔？妖魔撬下了符印，足迹遗落往外去，大概被带走了。走，咱们去瞧瞧。可能还有一窝狼崽子。这儿是他们的狩猎区，待会儿小心点。阿兄，你怎么知道的？看脚印。脚印？只要细心观察。 脚印会告诉你很多事情。阿兄教你啊，观察步宽和步幅，计算目标的体型和数量，还有观察痕迹深浅和间距，测定。好复杂。阿兄这些年在山里可不是白混的。Như vậy để mở cánh cửa thì chúng ta cần phải tìm hai cái lá bùa bằng đá nữa để lắp vào. Theo dấu vết ở trước cửa để lại thì Tai Si Giao phát hiện là do bọn sói đã tha đi. Nhưng bây giờ mình đang đi tìm đi theo manh mối của bọn sói để tìm lấy lại hai viên đá đấy về mở cánh cửa. Nếu anh em nào mà chưa nhớ tại sao là mà mình phải đến tàn tích Quy Minh thì mình xin giải thích lại là mình cần phải đến đền thờ thần ở trong tàn tích Quy Minh để mình lấy viên đá tứ nguyên về lắp vào cho cơ quan khôi lỗi để linh hồn của Tai Si Siang có thể gá vào trong đấy. Họ...chỉ只小妖魔罢了。可是 Mình vừa sử dụng kỹ năng làm chậm thời gian của thánh thư mà không được là do năng lượng của lại cho thánh thư là chưa được đầy. Để làm đầy năng lượng này thì anh em cần phải giết quái nhé, và hoặc là sử dụng cái kỹ năng giam cầm quái, kỹ năng ngay ở dưới cái kỹ năng sử dụng làm chậm thời gian của thánh thư đấy. Kỳ quái, sao chỉ có một mảnh? 会不会在别的地方，像是被藏到其他巢穴？有可能，再找找吧。嗯，是人类的足迹。有人在我们之前来过这里，说不准被他拿走了。啊，该不会就是王兄说的那名绿衣女子？嗯，不像女子的足迹啊，去看看就知道了。走吧。
这些是他们搜集过来的吗？估计是因为闪闪发亮的便带回巢穴了，怪不得门上的符印会被抓下来。như vậy là còn một viên đá nữa chưa tìm được. Theo manh mối để lại thì là do một người nào đó đã đến đây và lấy đi.群外出时进了狼穴，真狡猾。咱们不也是？不太妙，有几头披狼追踪他。啊！披狼，这齿痕恐怕是个大家伙。狼群最为忌恨，这人闯进狼穴，留下了气味，披狼必定与他不死不休。那我们不也被盯上了？事情办妥，我们就赶紧离开此地，远走高飞。哎，没有符印。他身上什么也没有，难道被人洗劫了？有人来过，走。như vậy là sau khi cái thằng này nó bị bầy sói giết thì đã có một người khác lấy mất viên đá và mang đi. Bây giờ chúng ta lại theo manh mối để đi đến mục tiêu tiếp theo.Có một lửa trại ở đây, mình sẽ lưu game trước đã nhé. Và anh em luôn nhớ là chúng ta phải kích hoạt cái đá, cái cột đá bảo vệ ở xung quanh để lần sau chúng ta có thể di chuyển tới.附近来往的足迹太多，辨认不出来了。约摸是进村了吧？进去探探消息。阿兄。啊？要不就算了吧。小二，怎么了？我觉得现在这样也挺好，不会咳嗽，也不会累，还不用喝苦药呢。香儿。还没找到鬼神祭坛，阿兄就已经对付了这么多的妖魔。我知道阿兄武艺高强，可这样一路打杀下去也不是办法。你看村外那人。哼，傻丫头，瞎操心呢。你阿兄我呀。我是说认真的。香儿，你听我说。好。阿兄已经答应那位大王要去商山找墨者。是，阿兄也答应过要好好照顾你。嗯，既然两件事都还没办到，就没有半途而废的道理。可是君子一言既出，驷马难追，是吧？可不能让你阿兄做了小人。嗯嗯。
Vừa rồi là Siang lo lắng cho anh trai. Thêm nữa là việc trở thành một linh hồn đối với cô bé thì cũng không có gì là không ổn cả. Khi cô bé không cần phải uống thuốc nữa và anh trai cũng không cần phải mạo hiểm. Vì vậy mà cô bé muốn anh trai mình từ bỏ nhiệm vụ lần này. Khi hóng hớt các câu chuyện của dân làng thì anh em sẽ biết được một số thông tin hữu ích. Xung quanh thì có vẻ ngôi làng này sắp bị tấn công. Và đội quân này thì là mới hành quân đến đây thôi. Có vẻ là có một thương gia bán đồ hiếm ở đây. Các bạn có thể kiểm tra trong nhà nhé. Có một số hòm đồ ở trong các ngôi nhà ấy. Đầu tiên mình còn tưởng nó không có. Thương gia này bán thêm một số đồ để mình xem có nguyên liệu gì để nâng cấp ở không gian của thánh thư không. Cái xưởng nâng cấp áo giáp này, cái nguyên liệu thứ tư thì không biết tìm ở đâu. Mình sẽ mua vài nguyên liệu để nâng cấp cửa hàng trang bị linh hồn. Đã đủ nguyên liệu, mình sẽ nâng cấp kiến trúc cửa hàng linh hồn Hermes. Mấy kiến trúc khác có lẽ không đủ nguyên liệu để nâng cấp. Phòng thí nghiệm này cấp 1 và cấp 2 mở khóa theo cốt truyện nha các bạn.
你卖的东西挺有意思啊。东西是有意思，就是不知道你有没有要买的意思。怎么卖啊？3000。3000？这玩意儿有什么讲究？这是百年一出的祥瑞之物，名唤金戈石虫。金主杀伐，司掌兵戈之事，随身佩戴，可以百战不殆。如果拿去当做断野的斧材呢，可以让你的刀剑长保锋锐，削金断玉，不在话下。这么厉害，你怎么不自己用？我生性胆小，见不得杀伐，怕死。哦，那从死人身上拿东西就不怕了？你什么意思？我什么意思？难道你不懂？这救命啊！不好，有妖魔！救命啊！阿兄，用那个。不行。gì đấy? Giật cái bình.禀文书将军，防线已经部署完成，但是。说吧。妖魔势头正猛，又来得诡异，属下斗胆，请将军先带弟兄们撤退，到蔡阳和博生将军会合，重振旗鼓，我为将军断后。不可。将军，再不走的话，就无路可退了。你看，我们背后是什么？是玉水。是百姓，在我等身后就是百姓。绿林军可以撤退，百姓又能退到哪儿去？我等死守不退，并不是因为无路可退，而是有着不能后退的理由。文殊将军，我等誓死追随将军，绝不后退。追随将军，绝不后退。你刚刚说的不错，确实需要去蔡阳求援。然而，目前光是维持防线就已捉襟见肘了，实在无法分出人手突围。大人，我可以试试。这位兄弟，这可不是闹着玩的。我自是有些技艺傍身的。这好。阁下如何称呼？聂阳太史昭，字子旭。就拜托你了，子旭。到蔡阳找我兄长刘伯生。好。走，为太史兄弟开路。阿兄，你当真要去突围？没事的，别担心，待会儿跟紧了，情况紧急的话我会出手的。下去沿着河走就会到蔡阳了，万事小心，拜托了。明白，必不负所托。列阵，上弦，放。走，姑娘危险！
Vừa rồi là làng Yusui nha anh em. So với làng Tham Bờ Song thì Yusui lại là một thành phố lớn. Nó có nhiều cánh đồng ruộng. Ở đây thậm chí còn có quân đội Lulin nổi dậy gần đó bảo vệ. Vì vậy mà ở đây có khá là nhiều thương nhân, như là gian thương Siandan vừa rồi định bán cho mình lá bùa cuối cùng với giá là 3.000 quan đấy. Đúng là gian thương. Với kiểu bán đồ của tên này thì có thể thấy đây là một gian thương chuyên bán đồ vật hiếm thấy từ các nơi khác nhau với giá cắt cổ, cùng với những lời giới thiệu phù phiếm. Và đây là hình của lão. Anh em chú ý cái thanh trắng ở dưới cột máu của bọn quái vật nhé. Khi mà mình đánh cái thanh trắng đấy nó đầy lên ấy thì bọn này nó sẽ bị choáng, và mình có thể thực hiện được một đòn kết liễu. Thanh này nó sẽ đầy nhanh hơn khi mà chúng ta thực hiện cái đòn tấn công mạnh. Giờ thì chúng ta phải chạy bộ tới Kaiang rồi.机关屋里，也不知是何来历。谁知道他是做了什么才被关起来？不过，确实是有些莽撞了，连累你一起深陷险境。对不起。不会，阿雄刚刚的样子很帅。喂，轻易傍身的。喂，喂。Con bé nó đang thắc mắc là vừa rồi tại sao Tai Chi Zhao không chạy trốn luôn. Thì Tai Chi Zhao nói rằng mình cảm động trước tướng Wen Su cho nên muốn giúp ông ấy. Nói chung anh ấy là một người tốt. Nói một chút về tướng Wen Su thì đây là một người điềm tĩnh. Với sự điềm tĩnh vững vàng như thế thì không có gì có thể làm cho anh ấy buồn. Một số người thì cho rằng anh ấy trông giống như một học giả hơn là một vị tướng. Tướng Wen Su và tướng Bo Sen thì đều là người ở Kaiang và đã hoạt động trong vùng Chu Linh và Usui. Anh ta là thủ lĩnh của lực lượng nổi dậy Lulin ở Sinye và tuyên bố người của mình là quân đội Chu Linh. Anh em chú ý là mình đang thực hiện liên tục các đòn tấn công mạnh để cho kẻ địch bị choáng và sau đó thực hiện một đòn kết liễu. Chú ý cái thanh trắng ở dưới cái cột máu của quái vật đấy anh em. Nó đang tăng đầy lên và sau đó là mình kết liễu được. Gần đến Kaiang rồi. Còn khoảng 50m nữa thôi. Chạy là hơi lâu ấy.
好大一头匹狼。这不是匹狼，是蝎君，小心了。休养。Đây là con sói đứng thứ hai trong bầy sói, có thể gọi nó là sói thủ lĩnh. Nhìn thì thấy nó to và hung dữ hơn sói thường. Anh em cần chú ý cái đuôi của nó. Nó hay sử dụng đuôi để tấn công và khá là đau. Đã có trang bị linh hồn và phải vào phòng thí nghiệm để chế tạo. Không biết đây là cái gì, để mình xem thử chút đi nào. Ở đây rồi. Anh em dùng một vài. Đây nó mở khóa có 2 ô thôi, thì chắc là dùng được 2 nguyên liệu bất kỳ. Mình sẽ chọn bừa cái xem nó tạo ra cái gì. Đá linh hồn lửa. Không hiểu là cái linh hồn này nó chế tạo là gian đum hay là có công thức gì. Mình sẽ tìm hiểu sau. Rồi xem trang bị vào đâu được nhỉ. Hình như là không phải ở đây. Không đây có chỗ lắp. Đâu nhỉ? Linh hồn năng lực à? Trong phần Tarnet. Đây rồi. Rồi, có mình đang có 2 cái linh hồn. Giảm đam nhận vào. Rồi mình sẽ lắp cả 2 viên này. Như vậy là anh em lắp đá linh hồn vào phần talent nhé, phần năng lực đấy. Rồi, giờ chúng ta tiếp tục hướng tới Kaya.是不用，是不能用。匹狼早就可以杀了他的，故意留他一口气求救。狼性狡猾，按着猎物不杀，必定有诈。啊，难道第二头匹狼早早就在旁边埋伏了吗？约莫是。Anh em nhớ kích hoạt cột đá bảo vệ nhé, để lần sau đỡ phải chạy bộ. Nhìn bản đồ thì chúng ta đến nơi rồi đấy. Chừng 10 mét nữa thôi. Rồi, đã đến. Đây là làng Cai An nhé. Ở nơi mà hai anh em tướng quân Wen Su và Bo Seng sinh ra. Đây là tướng Bo Seng. Mình đang tụ dân làng để tuyên bố gì không biết. Chú ơi, ưu yêu. 有我刘伯升和陆林军在此，妖魔若敢来犯，保准他们有来无回。白天呢，大伙儿好好种田打猎，晚上回家呢就好好操持家务。妖魔的事情就交给我刘伯升，大家散了吧。Có vẻ ông ý rất táo bạo. Ông ý tuyên bố là có ông ý ở đây nên mọi người có thể yên tâm buổi tối về ABC với vợ. Bó tay. Bố sinh chàng chuyện. Xuống đi hổ sơ.
遇水遭袭，妖魔围村。文书他们没事吧？目前是守着，但妖魔示众，文书将军前往求援。多谢你了，这位聂阳太史昭，字子胥。好，多谢太史兄弟了。兄弟们，是。兵发御水，随我来。是。走吧，我们也回去。还回去吗？就博生将军带的这些人，恐怕他们会打得很吃力。况且，我们也还没拿到符印。刘家两位将军给人的感觉差好多，真不像是兄弟呢。而且。都没什么将军的架子。绿林军起于草莽，自然没有朝廷那种官架做派。博生粗犷爽朗，文书温和果决，说是将军倒更像林家的兄长。阿兄说的好像见过很多将军似的。那是自然，以前背着你周游列国嘛。như vậy là tướng Bo Sen là người khá là ồn ào, táo bạo và liều lĩnh.Nhưng lại có trách nhiệm và có vẻ thích xông lên đầu khi mà đánh nhau. Tính cách thì hơi trái ngược với tướng Quen Su. Có lẽ hai người này sẽ bổ sung cho nhau. Và họ cùng là thủ lĩnh của quân đội nổi dậy Lulin nhé.去做掉头狼，狼群就不攻自溃了。将军不可以身犯险啊！是啊，肯定还有别的法子。再拖拉下去，御水就要失守了。除了我刘伯生，你们谁爬得上去？这……就算爬上去了，你们谁杀得掉那头阎罗？我可以。太史兄弟，你怎么也来了？来助将军一臂之力。能行吗？哎，这事儿可不能开玩笑。将军难道不信文书将军的眼光吗？好，就麻烦你了。等接近谷仓，我们就对狼群发起攻击，给你打个掩护。Như vậy là sau một thời gian dài đánh nhau với lũ nhãi nhép, thì bây giờ chúng ta đã gặp một bốt nhỏ đầu tiên.都坏了，真的得爬进去了。阿兄没问题的，毕竟阿兄也是有技艺傍身的人。什么嘛！阿兄，他在那山头上。好，咱们绕路过去，杀他个措手不及。Đường vòng vo quá nhỉ. Chúng ta là đang đi vòng để đánh úp con sói đấy. Nhà cửa gì mà toàn để nhìn thôi, chẳng có cái gì để tương tác được cả. Chắc là đến chỗ bốt rồi, chúng ta phải xếp lại, lưu lại game trước khi chiến vậy. Rồi, giờ ra gặp nó nào. Đâu rồi?Đây là sói lửa nha anh em. Nhìn kịch quá nhỉ. Người bốc cháy rực rực luôn. Ờ, nó điều khiển được cả bọn sói thủ lĩnh nhá. Đây là con sói đầu đàn đi. Nó sẽ điều khiển khói sói thủ lĩnh và sói thường. Mình nó đánh đã khó, gọi ra một đống sói thủ lĩnh này. Mình bốc cháy à?Ô, con này nó vừa dùng đuôi nó đốt cháy mình nhá.
chú ý cái đuôi của nó nhé. Khi nó tấn công thì nó sẽ tạo ra một sóng lửa nhé, gây hiệu ứng thiêu đốt. Bọn này đánh đau thật đấy. Mình nghĩ là khi tấn công thì nên tập trung đánh con bốt trước, đừng có đánh bọn kia. Con bốt này đánh đau lắm, nó quài cho mình vài phát là chắc là chết luôn đấy. Uống máu liên tục mà không biết còn sống nổi với nó không. Kinh thật. À, nó sắp chết rồi. Rồi, xong nhiệm vụ. Đánh trâu bò, trâu bò. Sau khi sói đầu đàn chết thì bọn sói này nó sẽ chạy hết. Như vậy nhiệm vụ của chúng ta ở cái làng này có khi đến đây là đã xong rồi đấy. Sau khi hạ con sói đầu đàn thì chúng ta học được kỹ năng mới, thế của sói. Và trong phần năng lực để kiểm tra, chúng ta xem thế của sói nó có tác dụng gì nhé. Thế của sói là chúng ta dùng kiếm đâm mạnh về phía trước nhé, và gây sát thương cao. Và có thể chuyển đổi giữa tư thế của sói và tư thế OX qua phím bấm. Đây mình đang thử chuyển đổi đây. Như vậy khi nào cần kẻ thù bị choáng để sử dụng đòn kết liễu thì chúng ta dùng thế OX. Còn không thì chuyển sang thế của sói để đâm và gây sát thương cao hơn. Lão Zhang, 刚刚那个叫什么来着的？金戈十重，五千不二价。哎，怎么就涨价了？ 哎呀，不要，不要拉倒。 Sư cái lão gian thường bán đắt thế. 这位老张，这是打算去哪儿发财？哎呦，是刘大人呐！哈哈哈，还能去哪儿呀？您遇水这儿就是宝地呀。刚刚妖魔袭击，你这摊子也受了损伤，我让几名弟兄过来帮忙，助您早些重建。哦，那怎么好意思，如此劳烦刘大人，举手之劳而已。 你也给子胥一点方便，如何？也不白要你的，给个实惠点的价格吧。行，300。子胥，你救了我兄弟和遇水的百姓，一点答谢，请千万不要推辞。我确实有急需，就却之不恭了。 好，文殊将军，博生将军有请。还有军务在身，失陪。仙儿，我们走。 Như vậy là nhờ có Wen Su mà chúng ta lấy được lá bùa cuối cùng, không phải mất 5.000 quan. Lúc cái lão gian thương nói 5.000 quan thật sự muốn rút kiếm chém cho một phát. Bọn này kiểu là quân nổi dậy ấy. Nếu mình không nhầm thì chắc là có ý định lật đổ triều đình. À, xong. Ừ? Số cái xào hòa bà. Hả? Bố rẽ, sang chứ cơ. Hãy sẽ số cái cụ sở hảo là. Ồ, sang... Bây giờ là quay lại tàn tích Quy Minh để lắp cái bùa vào cái lỗ cửa cuối cùng. Sau cái điểm nhiệm vụ ngay trước mặt nhỉ?
không hiển thị cái tên Tàn Tích Quy Minh ở đâu được sao dịch chuyển nữa. Thử Xuất đến đâu rồi? Mình sẽ thử chạy bộ một đoạn xem. Thính hảo lắm. Yue gong, yue gong. 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 Yue gong, yue gong da. 故事啊，红二到了月宫，遇到两个人，一个姓月，一个姓宫。姓宫的是个乐师，姓月的阿兄。啊？阿兄长得像我自己像。cái thằng cầm liềm mà mặc áo đội mũ trên đầu này, bọn này là bọn côn đồ nhá. Này nó sẵn sàng giết người để cướp của, nói chung gặp là giết hết. Còn cái thằng cầy chân mình vừa giết ấy thì là nạn dân, nói chung là đói quá thì nó cướp rồi. Đoạn đường này lúc nãy mình chưa đi thì phải. Đây là đòn đâm nha anh em. Ở thế của sói, đòn đâm này đam rất là cao. Quên mất cái Tàn Tích Quy Minh nó ở chỗ nào trên bản đồ. Thôi thì chạy bộ một đoạn vậy. Mà cũng sắp tới rồi. Cái điểm nhiệm vụ này nó không đánh dấu tại cái điểm cuối cùng cho mình luôn, mà nó cứ đánh dấu cách mỗi một cái đoạn phân cảnh, cho nên chúng ta rất là khó tìm đến cái điểm cuối cùng. Rồi, bây giờ chúng ta đã đến Tàn Tích Quy Minh. Theo như mình biết thì cái di tích này là một điểm hiến tế nhá. Giờ mở cánh cửa này ra để đến điện thờ thần này. Trên tường có mấy cái hoa văn rất là lạ. Không biết có yêu mô bên trong. 要是有妖魔的话怎么办？怎么办？有你阿兄在啊。Để mình xem trong này có gì không. Quái Grimling. Con này rất là thích linh hồn, đặc biệt là linh hồn của Xiang. Chắc là leo lên cái cột này để lên trên rồi. Tiếng bọn nào nói không biết. Nghe kiểu như nó đang tụng cái gì. Đi đâu tiếp đây? Nhảy qua không nhảy được. Nhảy xuống dưới à? Đúng đường rồi ấy.
Rồi nó bảo mình vào sâu trong tàn tích. Đấy, giống kiểu game RPG kiểu Diablo. Đập được mỗi mấy cái hòm mấy cả mở hộp báu. Trèo lên tường rồi. À, để treo. Không biết là thằng nào nó đang tụng cái gì nghe kinh thế biết. Hai bên đi bên nào đấy? Mình cứ lên bên này trước xem có xa được không. Có vẻ đúng đường luôn này. Có lẽ đến nơi rồi đấy. Xếp game rồi vào ấy. Rồi, nó nhìn thấy rồi. Định tìm đường thẳng vào luôn mà bị nó phát hiện. Chỗ này cụt đường rồi.祭拜山中鬼神之处，总是见到与虎有关的雕刻。这里真的有符鬼吗？或许这人就是灵山山神。啊？旁边的白虎是他的使者。你看，他们经过了石柱群，中间不知道发生了什么事。不过，最后山神抵达了鬼神祭坛，找到符鬼。那团发光的东西就是符鬼。我们必须先把这些石柱排列好，通过考验才能成功走过这扇门。说得在理，仙儿真厉害。是平常阿兄教的好。原来有我一份功劳啊。阿兄总是说些红儿啊、长安啊什么的故事，听得我都会编故事了。话说那一日，少年子胥走在长安东市，误入了隐藏在其中的天赋地在阵。阵中一十六根天赋地在石柱端是厉害，子胥左冲右突，竟生生被困在阵中，逃生无门。正当一筹莫展之际，祥儿，别光顾着编故事了，也帮忙看看怎么破这个大阵吧。哎，我不懂阵法呀。正当子胥一筹莫展之际，红儿偏偏来到。红儿她一袭红衣，英姿飒爽，有道是……有道是什么来着？有道是面若绛桃眉似柳，人有美玉唇如酒。所言极是，红儿他深谙机关之术，又擅长钉甲阵术。只见他轻轻一笑，举手投足间就解开阵法，
戴子胥逃出东市。Quê buồn chuyện á quá. Như vậy là bây giờ chúng ta cần phải ghép cái bức tranh này. Đây là bức tranh thần núi và có 4 cái cột. Chúng ta sẽ dịch chuyển được 4 cái cột này. Chúng ta dịch chuyển sao cho nó ghép thành một bức tranh của thần núi. Anh em có thể so sánh bức tranh này so với bức tranh trên tường ấy. Sau đó nhìn 4 cột đá xem nó giống, xem vị trí các cột đá ở đâu là hợp lý nhất thì ghép vào thì là được. Về nguyên tắc là vậy. Còn sau khi mình tìm hiểu thì cái cột đá đầu tiên này này, ở vị trí bên phải đầu tiên ấy, thì nó sẽ là ở vị trí cuối cùng bên trái. Còn cái cột đá thứ hai mà nó đang thụt vào kìa, thì nó sẽ là vị trí đầu tiên ở bên phải. Còn cái cột đá mình đang kéo đây thì nó ở vị trí thứ hai ở bên phải. Các bạn cứ cái cột đá cuối cùng ở bên trái này thì nó sẽ là vị trí ngay bên cạnh luôn. Anh em phải kéo các cột đá ra vị trí xa nhất như này thì các cột đá ở bên ngoài ấy, thì chúng ta mới ủn sang được, mới đổi chỗ cho nhau được. Lần đầu chuyển cái cột đá này nó thấy nó hơi khó. Không được rồi. Như này thì cái cột đá ở bên ngoài cùng kia mình không đẩy vào được. Mình phải đẩy lùi nó lại một tí. Mình phải đẩy lùi lại cái cột đá này. Sau đó cho cái cột đá bên trái, ở ngoài cùng bên trái ra. Giờ kéo cái cột này lên ủn xuống vị trí đầu tiên ở bên phải đã. Để mình nhìn lại một chút xem có đúng không nào. Nó sẽ ở vị trí đầu tiên bên phải. Bây giờ đẩy nó sang. Giờ phải kéo cái cột này ra để cho cái cột ở ngoài cùng bên trái vào. Ấn nó không nhả tay ra. What? Gì ấy? Một đứa chết rồi, ấn nhầm rồi. Rồi giờ mình lại kéo lại. Ủn xuống là nó không xếp bằng được mấy cái tấm đá đâu. Ủn xuống là nó trượt thẳng xuống luôn rồi. Để mình di chuyển cái cột đá này vào luôn. Ủn nó sang vị trí thứ hai ở bên phải.
Trời ơi, lại ấn nhầm rồi. Chỗ này thỉnh thoảng nhả tay ra mà nó không nhả. Giờ cho cột đá số 4 vào vị trí số 3. Đẩy nó lên để cho cột đá mình để vị trí số 1 kia sang vị trí số 4 là xong. Giờ đến cột đá này vào vị trí số 4 là xong rồi. Còn gì nữa nhỉ? Có lẽ là phải để 4 cái cột đá này trên một đường thẳng nha anh em. Như vậy là xong rồi. Mình nghĩ là có lẽ là do bức tranh đầu tiên thì có thể là hơi mất thời gian một chút. Với bức tranh thứ hai này thì sẽ nhanh hơn thôi. Đây là bức tranh bạch hổ. Mình sẽ quan sát bức tranh trên tường xem 4 cái cột đá bên bức tranh bạch hổ này sẽ sắp xếp thế nào. Mình sẽ đánh số từ bên phải đi. Cột đá bên phải đầu tiên là số 1. Sau đó là đến số 2, số 3 và số 4. Như vậy là cột đá số 2 sẽ là vị trí số 4. Còn cột đá vị trí số 4 sẽ ở vị trí số 3. Số 1 sẽ ở số 3 và số 3 sẽ ở số 1. Ok. Giờ chúng ta sẽ di chuyển các cột đá. Nên là khỏe. Các hình vẽ trên tường kể về một câu chuyện nhé. Kể về một vị thần Thiệu Hạo và Hồ Trắng. Thần Thiệu Hạo thì được giao nhiệm vụ tiêu diệt cái ác. Thiệu Hạo đã đi khắp nơi cùng với Hồ Trắng và sau đó là đến núi Idi. Và họ tìm thấy di tích Quy Minh. Nhưng mà ở đây có một cái con quái vật mạnh mẽ và độc ác. Nó đã chiếm giữ và kiểm soát Tuấn Nguyên. Vì vậy mà Thiệu Hạo và Hồ Trắng đã tấn công con quái thú. Nhờ sự hy sinh của Hồ Trắng, họ mới trục xuất được quái thú. Sau trận chiến thì Thiệu Hạo đã thu hồi Tứ Nguyên. Và để bảo vệ khỏi sự tổn hại, Thiệu Hạo đã lâng lên 16 cột đá để tạo thành một dấu hiệu, được đặt tên là cánh cửa thiên đường và lời thề. Bất kỳ ai muốn lấy Tứ Nguyên thì trước tiên phải giải được dấu hiệu để mở cánh cửa. Từ lúc vào cái tàn tích Quy Minh này, toàn nghe thấy cái tiếng kiểu tụng cái gì. Đây phải là tiếng tụng kinh không nhỉ? Còn cái cột đá này nữa là xong mà.
Xong rồi đấy. Như vậy là chúng ta đã mở được cơ quan. Rồi cánh cửa trên di tích nó đã mở ra rồi. Thành công à, chân bất quá là A Xương. Đứng đợi. Xương ở phía sau. Một ổ gremlin luôn. Như vậy là chưa thấy kho báu đâu mà chúng ta đã gặp một đống quái vật rồi. Giờ chỉ có thể chém chết sạch bọn này thôi. Phần 2 hôm nay mình sẽ tạm dừng ở đây nhé. Hẹn gặp anh em ở phần sau. Cảm ơn anh em đã xem video. Nhớ đăng ký và nhấn chuông để theo dõi các video khác của mình nhé. A Xương, 对不起, 我一直引来妖魔。 没事, 这不都解决了吗? Xiao时候, 家附近有群野狗, 星儿还记得吗? 记得, 好几次在家附近玩, 不知怎么的阿兄把他们赶跑的。 妖魔也好, 小狗也罢, 敢招惹我们家香儿, 来一群我打一群。